Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắc, riêng từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 6 đợt thiên tai, trong đó 5 trận lốc tố và một đợt mưa lũ ngập lụt làm hư hỏng 118 nhà dân, 3 điểm trường và gần 682 hectare cây trồng bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại khoảng 8,2 tỷ đồng. Trong năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 16 vụ thiên tai, gồm 9 trận lốc tố, rông xét, 5 đợt mưa lũ lớn, 2 vụ sạt lở đất, làm 1 người chết, 4 người bị thương và thiệt hại tài sản gần 243 tỷ đồng. Dự báo xu thế thời tiết thủy văn từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2023, nhiệt độ trung bình trên địa bàn tỉnh có khả năng đạt từ 23 đến 26 độ C, sấp xỉ và cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Tổng lượng mưa có khả năng đạt từ 550 đến 850 mm, phía đông tỉnh 250 đến 450 mm, ở mức sấp xỉ và thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Trong thời kỳ này, trên các sông suối vừa và nhỏ khả năng xảy ra 1 đến 2 đợt lũ vừa và nhỏ, lượng dòng chảy phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 15 đến 25%. Do đó cần đề phòng những đợt lũ nhỏ gây ngập cục bộ vùng trũng thấp đầu nguồn các sông suối nhỏ thuộc các huyện Krông Bông, Krông Bách, Eka, Lắc,